Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đưa tên lửa ra quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan điểm rõ ràng và nhất quán như vậy khi trả lời về thông tin liên quan đến việc Trung Quốc bố trí tên lửa tại các cấu trúc mà nước này đã xây dựng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm nay ngày 8 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, một lần nữa Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo bà Hằng, Việt Nam hết sức quan ngại trước các thông tin nêu trên và khẳng định là mọi hoạt động quân sự hóa, bao gồm cả việc bố trí tên lửa trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, DOC, làm gia tăng căng thẳng gây mất ổn định trong khu vực và không có lợi cho nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông hiện nay, COC. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc với tư cách là quốc gia lớn ở trong khu vực và trên thế giới thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các trang thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Singapore và dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tới vấn đề Biển Đông. Thủ tướng cho rằng ASEAN cần tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực thúc đẩy hợp tác đối ngoại và xây dựng lòng tin trên cơ sở lập trường và nguyên tắc đã có về vấn đề Biển Đông, nỗ lực xây dựng bộ quy tắc COC hiệu quả, trang buộc pháp lý nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại Biển Đông. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhận định tình hình Biển Đông trên thực tế vẫn còn phức tạp, ASEAN cần đoàn kết vững vàng, tiếp tục đề cao lập trường và các nguyên tắc chung đã nhất trí về Biển Đông như bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình ở các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, kiềm chế, không quân sự hóa, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông COC, DOC và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Các lãnh đạo hoan nghênh tiến triển tích cực ban đầu của tiến trình đàm phán xây dựng COC thể hiện qua kết quả của cuộc họp cấp làm việc giữa ASEAN và Trung Quốc tổ chức tại Nha Trang vào tháng 3, nhấn mạnh cần xây dựng COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và có khả năng điều chỉnh hành vi ứng xử của các bên liên quan, đóng góp xây dựng một trật tự khu vực dựa trên luật lệ vì khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định. Súng Việt Nam được trang bị đạn chuẩn NATO tự sản xuất. Những loại đạn này là sản phẩm của nhà máy Z113 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng để sản xuất thành công đạn 7,62x51mm M80. Nhà máy Z113 đã gặp rất nhiều khó khăn do loại đạn này chưa được sản xuất ở nước ta. Bản thân dây chuyền chế tạo trong nước mới chỉ dùng để sản xuất đạn K56, K51, K53, trong khi yêu cầu đặt ra là phải chế tạo đạn mới trên dây chuyền hiện tại. Giải pháp chính là thay đổi vật liệu dựa trên cơ sở các thiết bị có sẵn, cải tạo các hệ thống trang bị công nghệ, hệ thống cung cấp phôi, đồ cá để tiến hành sản xuất mà không phá vỡ kết cấu của thiết bị. Đạn 7,65x51mm M80 do nhà máy Z113 sản xuất đã đáp ứng đầy đủ tính năng kỹ chiến thuật, chất lượng cấp 1 tương đương với đạn nhập ngoại. Sản phẩm tạo ra hiệu quả và ý nghĩa lớn trong việc chủ động về thiết kế và công nghệ để đưa vào trang bị trong quân đội, góp phần đắc lực cho hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đạn 7,62x51mm M80 khi đưa vào sử dụng sẽ được trang bị cho súng trường M14 và súng máy M60 chúng ta thu được sau giải phóng miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 75. Ngoài ra đạn còn được trang bị cho súng MAG-58 nhập khẩu sau này. Được biết, đại liên M60 là loại súng máy đa năng sử dụng cơ chế trích khí, đạn nạp vào bằng dây, làm mát bằng không khí, với một chế độ bắn duy nhất là liên thanh. M60 có thể được khai hỏa từ máy bay, từ hỏa điểm hay kẹp nách để bắn. Súng sử dụng loại đạn cỡ 7,62mm. M60 được đưa vào từ năm 1957, đó là loại rất phổ biến, hiện vẫn còn trong trang bị của các nhánh trong quân đội Mỹ và quân đội một số nước khác. Cũng như các loại súng máy khác, M60 sử dụng cơ chế trích khí, sử dụng đạn nạp vào bằng dây, làm mát bằng không khí với một chế độ bắn duy nhất là liên thanh, nòng súng có thể dễ dàng thay đổi. Đại liên M60 được thiết kế cho bộ binh với tốc độ bắn 600 viên đạn một phút. Súng được đặt lên nhiều loại giá khác nhau để sử dụng trên thiết vận xa và trực thăng.
Tuy nhiên, nó có độ chính xác cao khi đặt trên giá 3 chân. Ngoài đại liên M60, đạn 7,62x51mm M80 còn được Việt Nam trang bị cho súng trường M14 chúng ta thu được sau giải phóng miền Nam. Súng trường M14 là một khẩu súng tự động do Mỹ sản xuất. Đó từng là súng trường tiêu chuẩn của Mỹ từ năm 1959 đến 1970. M14 được sử dụng cho lục quân, thủy quân lục chiến Mỹ. Ngoài ra, súng còn được dùng cho huấn luyện và là súng trường bộ binh tiêu chuẩn cho các nhân viên quân sự của Mỹ trong lãnh thổ Hoa Kỳ, châu Âu, Nam Triều Tiên, cho đến khi nó được thay thế bằng súng trường M16 vào năm 1970. Hiện nay, M14 vẫn còn trong phục vụ hạn chế trong tất cả các nhánh của quân đội Mỹ. Súng trường M14 cũng được sử dụng như một vũ khí trong các nghi lễ, các đội danh dự, diễn tập quân sự và đều lại như thế. Đặc biệt, M14 là nền tảng để Mỹ phát triển súng bắn tỉa M21 và M25. Nga bán thanh lý dây chuyền sản xuất T-80U, ai sẽ nhận? Theo một số báo cáo, vào thời điểm năm 2016, lục quân Nga đang duy trì 550 xe tăng T-80 sẵn sàng chiến đấu, chủ yếu ở các biến thể T-80U và T-80BV. Ngoài ra, còn khoảng hơn 3.000 xe khác đang nằm trong các kho dự trữ phân bổ khắp lãnh thổ rộng lớn của họ. T-80 thực ra không phải là dòng tăng nhận được nhiều sự quan tâm của quân đội Nga. Bằng chứng là họ chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cấp T-72 lên chuẩn B3, B3M hay tiếp tục chế tạo phiên bản hiện đại hóa của T-90, cả phục vụ nhu cầu trong nước lẫn thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, trái với nhiều nhận định cho rằng việc Nga bỏ bê T-80 là do họ không có dây chuyền sản xuất, phải phụ thuộc vào Ukraine. Thực tế chỉ ra rằng chi phí duy trì T-80, nhất là động cơ thuốc binh khí của nó thuộc hàng rất đắt đỏ, mới là nguyên nhân chính. Quy mô nhỏ hơn Ukraine, nhưng Nga vẫn có một dây chuyền sản xuất T-90 đặt tại Omsk. Nó thừa quy mô để đảm bảo phụ tùng cho đội hình T-80 của Nga trong quá khứ, lúc duy trì hàng nghìn chiếc cũng như hiện tại. Nhưng chính vì số lượng T-80 quá dư thừa so với nhu cầu, cho nên vào thời điểm năm 2006, phía Nga đã đưa ra một quyết định theo đánh giá là cực kỳ táo bạo. Cụ thể, họ sẵn sàng chuyển giao công nghệ bằng cách tháo toàn bộ máy móc thuộc nhà máy chế tạo xe tăng ở Omsk để mang tới lắp ráp tại một quốc gia khác nếu nhận được đơn đặt hàng T-80 đủ lớn. Mặc dù lời chào mời trước hấp dẫn, nhưng con số mà Nga đưa ra khiến hầu như mọi khách hàng đều phải lắc đầu lè lưỡi, đó là con số chế tạo không được dưới 1.000. Trong thời đại ngày nay, khi vai trò của xe tăng suy giảm vì dự báo khó có khả năng xảy ra những trận đấu tăng quy mô lớn như thời chiến tranh thế giới 2, nhiều quốc gia còn liên tục cắt giảm số lượng xe tăng trực chiến để đầu tư cho trực thăng vũ trang, dễ nhận thấy chẳng có đối tác nào đáp ứng nổi yêu cầu của người Nga. Chính vì vậy, dây chuyền sản xuất xe tăng T-80 của Nga đặt tại Omsk đã phải ngừng hoạt động vào năm 2006. Tình trạng trên duy trì tới gần chục năm, có tin cho rằng chúng mới chỉ được khôi phục vài bộ phận nhỏ để cung cấp phụ tùng nhằm hiện đại hóa T-80BV lên chuẩn T-80BVM mà thôi. Việt Nam từ chối 18 tiêm kích Su-30K, thông tin mới nhất và cái kết đẹp. Angola đã tiếp nhận 2 chiếc đầu tiên trong tổng số 12 máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30K. Thông tin này do ông Alexander Vorobei, CEO nhà máy sửa chữa máy bay số 558 tại Belarus, cho biết vào hôm 19 tháng 9. Số máy bay còn lại sẽ được chuyển giao vào đầu năm 2018. Su-30K là một phiên bản tạm thời của Su-30, NATO định danh là Flanker C, được chế tạo tại nhà máy hàng không Irkutsk để cung cấp cho không quân Ấn Độ trong thời gian chờ đợi các máy bay Su-30 MKI mới, phiên bản được chế tạo riêng cho Ấn Độ. Tổng cộng 18 chiếc Su-30K đã được chuyển giao cho New Delhi trong giai đoạn 1997-1999. Sau khi tiếp nhận 16 máy bay Su-30 MKI, NATO định danh là Flanker H, thì Ấn Độ đã trả lại các máy bay Su-30K cho Irkutsk vào năm 2005. Chúng được đưa tới nhà máy sửa chữa máy bay 558 ở Paranaviti, Belarus để sửa chữa và hiện đại hóa trong thời gian tìm kiếm khách hàng khác. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Angola đã ký hợp đồng mua 12 chiếc Su-30K trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga tới Luanda năm 2013. Trong quá khứ, từng có nhiều đồn đoán về số phận của 18 chiếc Su-30K này. Có nguồn tin cho biết, Belarus, Sudan và cả Việt Nam cũng đang ngỏ ý muốn mua lại, thậm chí là còn gửi cả các phái đoàn quân sự sang kiểm tra. Tuy nhiên, cuối tháng 8 năm 2013, hãng tin Interfax AVN trích dẫn một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết Việt Nam đã từ chối mua lại Su-30K với giá rẻ nhưng chất lượng khó kiểm định
mà thay vào đó là đặt mua thêm 12 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2 từ Nga. Tháng 10 năm 2013, báo chí Nga đưa tin toàn bộ lô 18 máy bay Su-30K đã được bán cho khách hàng là Angola. Tới cuối tháng 6 năm 2014, Giám đốc Trung tâm Phân tích Buôn bán Vũ khí Thế giới của Nga Igor Korotchenko tiết lộ rằng trong số 18 chiếc Su-30K của Nga mà không quân Ấn Độ trả lại, chỉ 12 chiếc được ký hợp đồng bán cho Angola, 6 chiếc còn lại nhiều khả năng đã được Iraq mua khẩn cấp. Tuy nhiên, chính phủ Belarus đã phủ nhận thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Iraq. Tới tháng 8 năm 2014, tờ Omtas của Nga một lần nữa khẳng định đầu năm 2014, Nga đã đồng ý bán 12 máy bay Su-30K cho Angola theo khuôn khổ khoản vay tài chính trị giá là 1 tỷ đô la. Tháng 2 năm 2015, báo chí Nga đưa tin hãng chế tạo hàng không Sukhoi quyết định sẽ tháo dỡ 6 máy bay Su-30K còn lại nếu không tìm được khách hàng chấp nhận mua chúng trong tương lai gần. Song mới đây nhất, ngày 20 tháng 9 vừa qua, phần 3 của một bản báo cáo trên tờ Sri Lanka Guardian cho biết chính phủ Sri Lanka sẽ hoàn tất thỏa thuận mua lại 6 chiếc Su-30K đã qua sử dụng. Bản báo cáo cho hay, các cuộc đàm phán được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2016 tại nhà máy sửa chữa máy 3558 giữa một bên là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và hậu cần Lanka, không quân Sri Lanka, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Sheko Slovak và một bên là đại diện nhà máy 558, tập đoàn xuất khẩu Rosoboronisport, công ty cổ phần Irkut. Dự kiến, thỏa thuận mua 6 chiếc Su-30K sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay cùng với hợp đồng mua các xe bọc thép chở quân mới BTR-82A. Tác giả bản báo cáo trích dẫn một số nguồn tin cho biết các máy bay Su-30K không thực sự cần thiết với Sri Lanka, tuy nhiên chúng được bán lại với giá rất rẻ. Theo tờ Giải phóng quân Trung Quốc, không chỉ yếu hơn tên lửa EJ-18 mà Bắc Kinh còn tìm ra điểm yếu của tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Nguồn tin này cho biết, sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, tên lửa hành trình siêu âm EJ-18 của Trung Quốc đã thử nghiệm thành công từ chiến hạm Thai 052D. Việc thử nghiệm thành công tên lửa mới này được coi là bước tiến rất lớn của Hải quân Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí đủ mạnh làm đối trọng với Mỹ. Để có được khả năng này, EJ-18 sử dụng hệ thống dẫn đường hai chế độ, tương tự tên lửa Club của Nga. Nhờ vậy, tên lửa có thể áp dụng quỹ đạo bay rất linh hoạt, đó là bám biển ở tốc độ cận âm, chỉ Mach 0.8, khi cách mục tiêu khoảng 40 km, động cơ sẽ bật chế độ tăng lực để đột ngột đưa vận tốc lên tới Mach 3, khiến đối phương không kịp trở tay. Với tốc độ bay xấp xỉ là 1.000 m trên giây, đối phương từ lúc phát hiện EJ-18 sẽ chỉ có 40 giây để đối phó. Nhưng đó vẫn là con số lý tưởng bởi theo tờ Giải phóng quân Trung Quốc, kẻ thù có thời gian phản ứng ít hơn rất nhiều, khoảng 15 giây. Với tốc độ siêu thanh cùng quỹ đạo bay không thể đoán trước, tên lửa hành trình EJ-18 của Trung Quốc vượt xa BrahMos, sản phẩm chung của Nga và Ấn Độ. Không chỉ khẳng định BrahMos bị lép vế, một tạp chí quân sự khác của Trung Quốc là Sina còn khẳng định rằng Bắc Kinh đã tìm ra điểm yếu của dòng tên lửa siêu thanh này. Theo bài viết, bán kính tác chiến lớn nhất có hạn, ý nghĩa chiến lược không mạnh, là tên lửa chiến thuật BrahMos có tầm bắn xa nhất chỉ 290 km. Nếu xét đến nhân tố địa hình và hiệu quả bí mật, bay hành trình trong toàn bộ quá trình, thì tầm bắn của BrahMos nhanh chóng giảm còn khoảng 100 km. Tầm bắn như vậy đã làm giảm mạnh hiệu quả răn đe của BrahMos, chỉ có thể tiến hành tấn công có hiệu quả đối với các mục tiêu chiến thuật cự ly ngắn, nhưng ngoài tầm với đối với các mục tiêu chiến lược ở chiều sâu. Tiếp theo, độ cao đường đạn lớn nhất là tương đối cao, dễ bị nhận biết. Sina tiết lộ có tài liệu cho biết, độ cao hành trình bình thường của tên lửa BrahMos là 14.000 đến 15.000 m, mà độ cao này là phạm vi nhận dạng tốt nhất của hệ thống nhận dạng phòng không. Nếu trong chiến đấu thực tế, tên lửa BrahMos theo đuổi hành trình tầng trời thấp bí mật, thì tốc độ tầm bắn của tên lửa đều sẽ bị ảnh hưởng. Với những hạn chế này, tác dụng thực tế của tên lửa BrahMos tại địa hình đồi núi bị hạn chế, tầm bắn khá ngắn không thể đe dọa được khu vực chiều sâu của Trung Quốc. Hơn nữa, nếu lắp cho máy bay chiến đấu để mở rộng phạm vi tấn công thì đã làm giảm mạnh khả năng chiến đấu và không có lợi cho phòng thủ tự thân. Sau khi phân tích, tờ Sina cho rằng việc Ấn Độ đưa tên lửa BrahMos đến sát biên giới Trung Quốc vừa qua chỉ mang tính chất phô trương sức mạnh hơn là răn đe thực tế. Bởi BrahMos không được coi là sự đe dọa lớn đối với Trung Quốc, ngược lại Bắc Kinh có thể tận dụng những điểm yếu này để dễ dàng đối phó. Lưới lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam trên báo nước ngoài.
ngày 21 tháng 9, vùng 4 Hải quân đã tổ chức bế mạc Hội thi kỹ thuật tên lửa năm 2017, những loại tên lửa bờ được nước ngoài đánh giá rất cao. Theo báo Hải quân, đây là lần thứ 3 Cục Kỹ thuật Binh chủng tổ chức Hội thi kỹ thuật tên lửa khí tài đặc chủng. Tham gia thi có 22 đơn vị tên lửa khí tài đặc chủng, được chia làm 2 khối thi, khối các đơn vị tên lửa khí tài đặc chủng và khối các kho tên lửa khí tài đặc chủng. Qua hội thi, 100% vũ khí trang bị kỹ thuật tham gia được sửa chữa đồng bộ, sơn mới. Các hạng mục trong khu kỹ thuật được củng cố nâng cấp, hệ thống bảng biểu, sổ sách quản lý được thay mới, ghi chép, thống kê đầy đủ, tạo sự thống nhất trong xây dựng chính quy, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên qua quá trình huấn luyện thực hành và thi được nâng lên một bước, vũ khí trang bị kỹ thuật luôn trong tình trạng tốt. Sức mạnh của vũ khí Việt Nam đã được tạp chí Defense Update của Israel nói đến trong bài viết về sức mạnh của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ mới nhất của Việt Nam. Theo nội dung bài viết, hiện nay nhà sản xuất IMI Systems đang giới thiệu một giải pháp phòng thủ biển đảo mới, được thiết kế để bảo vệ các khu vực hàng hải và bờ biển chiến lược trên đất liền và ngoài biển khơi. Được gọi với cái tên Hệ thống phòng thủ biển đảo CIDS, hệ thống vũ khí mới này tạo ra uy lực với các công cụ thực thi chủ quyền quốc gia trên các khu vực bờ biển, các đảo và quần đảo, bảo vệ quyền lợi trong khu vực đặc quyền kinh tế EEZ quốc gia với khoảng cách là 200 hải lý từ bờ biển. Một phiên bản của hệ thống như vậy đã hoạt động ở Việt Nam, nơi CIDS đã được triển khai như một phần của hệ thống sát thủ mặt đất của Việt Nam. Hải quân Việt Nam đã sử dụng hệ thống phòng thủ bờ biển do công ty Alter Systems của IAI cung cấp, hệ thống UAV trinh sát giám sát Mini Orbiter 2 của Aeronautics và Rocket Extra của IMI. Trong nhiều năm qua, pháo và tên lửa hành trình đã được sử dụng làm lực lượng chủ yếu trong phòng thủ bờ biển. Nhưng hiện nay, tên lửa đạn đạo và rocket đã trở thành thành phần không thể thiếu bởi sự cần thiết về tầm bắn và độ chính xác của nó trước các mục tiêu tàu chiến mặt nước. Về độ chính xác, CIDS có thể tấn công các mục tiêu trên biển từ khoảng cách xa, trong khi chúng vẫn còn cách những con tàu ngoài biển hàng giờ di chuyển từ bờ biển. Các radar và UAV trinh sát của hệ thống cung cấp khả năng cảnh báo sớm, định vị trí, tốc độ và các dữ liệu cần thiết để nhận dạng và khóa mục tiêu trước khi tung ra đòn tấn công chính xác từ cự ly xa. Theo giới thiệu, hệ thống dẫn đường GPS của CIDS giúp rocket có thể tấn công với độ chính xác rất cao, sai số trong bán kính dưới 10m. Hơn nữa, đặc điểm quỹ đạo bay của các tên lửa đạn đạo như vậy gây ra rất nhiều khó khăn trong việc đánh chặn đối với các hệ thống phòng thủ hải quân thông thường. Hai loại vũ khí trong lớp này bao gồm tên lửa DF-21D của Trung Quốc và Khalifars Fateh-110 của Iran. Cả hai vũ khí này đều sử dụng xe mang bệ phóng tên lửa đạn đạo. Hệ thống được IMI Systems giới thiệu cũng có ứng dụng tương tự như vậy trong một cấu hình hoạt động linh hoạt, dễ điều chỉnh và có giá cả phải chăng. Một hệ thống phòng thủ đạn đạo dựa trên rocket như vậy được Việt Nam gọi là hệ thống sát thủ Killer thực tế đã được triển khai. Phạm vi của hệ thống này mở rộng lên tới 80 hải lý. IMI Systems giới thiệu CIDS như một giải pháp phòng thủ bờ biển tích hợp, trong đó bao gồm các phần thử thông tin, điều khiển chỉ huy và cảm biến để tạo, cập nhật và xử lý một bức tranh toàn cảnh trên một khu vực rộng lớn trong thời gian thực, được cấu hình cho cơ động, cố định hay bố trí lại. CIDS hỗ trợ triển khai linh hoạt từ xa. Hệ thống sở hữu độ chính xác, các rocket đạn đạo dẫn đường như gia đình rocket Arculer có thể tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền ở khoảng cách lên tới 80 hải lý, tương đương với 130 km. Rocket được sử dụng bởi hệ thống này cho phép các quốc gia phòng thủ bờ biển có thể phản ứng nhanh và dứt khoát, tham gia tấn công đồng thời như mục tiêu di chuyển. Các phần tử của CIDS có thể được triển khai phân tán tại nhiều địa điểm để tối ưu vùng kiểm soát và phản ứng được trước nhiều mối đe dọa. Các phần tử này có thể được điều khiển từ xa thông qua trung tâm chỉ huy. Hệ thống thông tin liên kết dự phòng giúp đảm bảo việc kiểm soát an toàn với tất cả các phần tử phân tán của hệ thống. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.